đêm sinh nhật bất ổn trong ngày 9 tháng 9 của một gia đình có 9 con mèo. Trời ơi, cái tựa nó dài. Mấy đứa kia đúng là con cháu tốt của mèo. Ăn uống xong là xách cái đít bỏ đi, không có đứa nào ở lại phụ dọn dẹp hết trơn. Mày ngồi dậy, ngồi dậy dọn tiếp tao nhanh lên. Mấy cái đèn cày nè, cũng hên nha. Mình còn thông minh là chỉ để đèn cày ở xung quanh một ô gạch thôi cho dễ dọn, có cái gì chùi rửa một ô duy nhất thôi. Cậy ra. Ủa, gần quỷ giờ phùng, sao không ra ngoài mà đó làm gì? Mày đưa hai con mắt mày nhìn tao làm gì? Dư hai chén xì ao rồi kêu con Khế thức dậy rửa chén. Nó có gì thấy rõ ràng không? Cái này là rửa chén nha chứ không phải nó muốn ăn đâu. Chẳng qua nó thấy mấy cái chén còn dính cặn dơ quá rồi nó tranh thủ nó rửa. Khi nó rửa như vậy thì mình không phải mất công rửa lại. Nó rửa chén là thật sự chứ không phải là tôi giỡn nha. Con Khế rất là biết rửa chén. Nhiều cái chén trong nhà tôi đâu rửa đâu, nó rửa không. Ê mà khoan khoan, mày đừng có rửa hết nha. Mày chừa chút xíu xì ao trong cái ly đi. Có khách mời, mời người khách này ăn cái đã. Và đây, cái vị khách này đứa nào cũng muốn gặp nhưng không bao giờ có cơ hội được gặp. Ê ê, con giờ khùng. Không không, giờ khùng đi chỗ khác nha. Ôi trời trời, sao tụi mày đánh hơi hay quá vậy? Đánh hơi được con chuột trong này luôn. Mình coi cái mặt của quạo kìa má ơi. Coi kìa, hai mẹ con có ánh mắt y hệt như nhau, rất là muốn ăn thịt chuột. Rồi rồi, bước xuống bước xuống. Ê, hey, tụi này đã từng nhìn thấy con hamster một lần rồi. Tôi có quay clip nhưng mà quên đăng. Nói chung tôi rất là lú, nhiều video tôi quay rất là lâu, rất là dài nhưng mà không nhớ đăng. Tụi bay đã từng thấy con hamster này rồi. Rồi hai mẹ con ngầu muốn nhào vô động thủ, thế là bị ăn đòn. Không biết có nhớ hay không nữa. Rồi khùng nhìn con hamster mà cái lông của nó xù lên. Đó 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 đó. Quỷ ngầu chưa gì mà đã trợn mắt trợn mang rồi. Hỏi sao con dầu nó không giả mày. Đây mọi người hãy nhìn kỹ nha. Chỉ có con Khế là nhìn con chuột với ánh mắt bình tĩnh, cái lông không có xù lên. Còn những đứa khác, tuy cái lông nó không xù nhưng mà cặp mắt của nó rất là muốn giết người. Ý là con chuột ở yên trong lòng đó nha. Nó mà nhúc nhích hay là chạy ra khỏi cái chuồng là đảm bảo con dầu, con quạo, con ngầu chụp liền. Bây giờ mình muốn cho con hamster ra ngoài nếm thử một miếng xì ao của mấy con mèo là một chuyện vô cùng khó nha. Phải đuổi hết mấy con này ra ngoài. Có thể chừa cái thúi lại. Trời, bốn đứa nó nhìn con chuột mà tôi liên tưởng tới mấy cái đứa mà quýnh bài á. Quýnh bài tiến lên á, nó ngồi tập trung vô từng lá bài của mình, cũng như chơi đánh cờ đánh bài, rất là tập trung nha. Khế làm gì ạ? Rồi rồi, con Khế chuyển sang chế độ tài lanh nha. Thấy xung quanh có nhiều mèo quá, thế là thọc tai vô kiểu như tụi bay coi nè. Coi tao bắt chuột nè. Nó đi vòng vòng khiều móc cái chuồng người ta hoài. Lúc này mặt hamster như kiểu tao nản tụi bay quá, thôi tao chui vô hang cho vừa lòng tụi mày. Chết chết, hai con cô hồn các đảng tới nữa rồi. Con quỷ miêu quá trời cô, nó núp vô lùm nha. Chờ cơ hội con chuột chạy là nó sẽ chạy ra chụp, chứ nó không có tới đây nha quý vị. Lùng mã tử giả bộ đứng từ xa coi như không biết gì. Những đứa càng giả vờ là những đứa càng tham lam. Quý vị nhớ kỹ nha, những con mèo càng giả bộ đứng xa là những con đó ham bắt chuột nhiều hơn những con khác. Con miêu chơi cái trò núp lùm, con chuột chạy một cái nó phóng ra đầu tiên đó. Ngầu nhìn con dòi với cặp mắt lớn mắt nhỏ kiểu như tao ngứa mặt quá, tán cái cho đã ngứa coi. Còn con quỷ miêu nó ngứa tay ngứa chân không có dằn được, phải chui ra ngoài để nhìn con chuột. Hai cô gái với hai sắc thái khác nhau, ngầu như muốn ăn cắp con chuột, còn dòi khùng như kiểu muốn trừng phạt con chuột này dám chà chợm vô chiều đại khế thúi sao. Nè, bánh xe con chuột nè, ngửi đã đi. Hai mẹ con hít lấy hít để giống như hít xì ke gì đó trời. Và tôi đã tháo con chuột ra ngoài thì dĩ nhiên lùa mấy mèo ra ngoài chân rồi, chỉ còn khế thúi thôi. Cho nó nếm thử xì ao này. Mình nghĩ con chuột có thể nếm chút xíu này được nha, tại vì cái giống này nó ăn tạp mà. Nếm thử xì ao đi, nếu không thích thì nó sẽ bỏ vô trong. Mày là con chuột đầu tiên rất là vinh dự nha, được ăn mừng sinh nhật trong triều đại khế thúi. Không có con nào được như mày đâu. Nó chưa cho nếm ít thôi, nhiều quá mất công. Không ngọt, không thơm. Cái rõ ràng rồi, đối với mèo là thơm, còn chuột thì ngược lại. Cứ cách 2-3 ngày, 4-5 ngày là mở con chuột ra cho khế thúi nó thấy, cho hai đứa làm quen với nhau từ từ. Chỉ là làm quen hơi thôi chứ không có cho hai đứa ở chung đâu. Mà mấy ngày nay tôi rất là làm biếng nha, không có quan tâm tới nó luôn. Chỉ cho đồ ăn và lâu lâu coi cái giấy này có ướt hay không, ướt thì thay. Mà mấy ngày nay không có thay nha bà con. Giấy gờ vô kiểu như nó ướt hơi nhiều á. Ủa ủa ủa, ăn kìa. Wow, chuột mà biết ăn đồ ăn của mèo luôn kìa. Nói gì nói, mình chỉ thử thôi chứ không có ý định cho nó ăn nhiều nha. Mà nó ăn nhiều quá, thôi trả lại con. Bà con thấy chỗ ở của nó dơ dái bẩn thỉu không? Đây là kết quả của cái việc nuôi rất là nhiều mèo mà lại nuôi thêm chuột. Không có nhớ dọn dẹp nha. Tôi không nhớ là tôi có con chuột luôn á. Khi mà đọc comment của mọi người tôi có giật mình hoài luôn á. Hỏi chị ơi con hamster sao rồi? Cái tôi cũng không biết nào sao, tôi vô tôi coi. Không nhớ là mình nuôi chuột luôn á mọi người. Nhưng mà không biết kiếm ai cho ở đây. Ý ý, chị bò vô phòng tắm kìa. Ồ, rửa đít kìa. Ủa, hồ bò vô chơi thôi, xong chị tắm nha.
như con này không biết tắm thì phải. Vô vô vô, wow. Tắm đi con. Bơi 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 nha, bơi nha. Ồ bữa nay mới thấy nha. Chưa bao giờ thấy nó bơi cát. Gửa tay, gửa đít, gửa chân. Ê ê, không 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 bò ra. No. Cũng khôn á bà con. Không bò ra khỏi phạm vi của mình. Rồi ra đây thay cát cho mày nè Nguyễn nhỏ. Ồ, lộn lộn, thay giấy chứ. Cho tới bây giờ tôi vẫn không dám bắt nó bằng tay. Vẫn còn sợ nó. Mỗi khi bắt là mình lấy cái bánh xe của nó, mình hốt nó lên, để xuống. Để coi nó thấy mùng cưa nó phản ứng sao nha. Tôi đang phân vân, không biết con này nó thích mùng cưa hơn hay là giấy hơn. Bữa nay mình test thử nha. Một góc để mùng cưa, một góc để giấy, để coi nó chọn bên nào. Chà, ánh mắt con khế nhìn con chuột có vẻ hơi bực mình nha bà con. Mới có mấy ngày không thấy con chuột mà nó quên hay sao trời. Bạn mày nghe mày. Và bài kiểm tra bắt đầu, để coi con này nó chọn cái nào. Vô. Ủa. Trời trời trời, bươi lia lịa kìa bà con. Thấy mùng cưa lại hửi nha chút xíu thôi, mà khi mà thấy giấy thì nó bươi nhiều hơn. Vậy là con này nó khoái cuộc sống sang chảnh nha bà con. Con mắt của nó bình thường lại rồi, không còn hiếp nữa. Giờ mình cho giấy hay cho mùng cưa đây? Đó đó khẽ nha. Khi lấy cái tay của mình gờ vô cái này á bà con, nó lạnh lạnh mà nó ướt ướt. Mà cái mùi của nó khai khai nha. Cái mùi khai giống y pin như là mấy con chuột đá trong nhà mình nha. Nhưng mà khai không bằng nước đáy mèo. Khai nhẹ nhẹ thôi. Có thể cái giấy này nó có mùi thơm cho nên nó át mùi khai. Còn cái mụn cưa kia có thể nó khai hơn. Trời ơi, cái này mà mình quên có chừng 2-3 ngày chắc thành nước lục quá. Nước lũ dâng cao ở nhà hamster. Chứ không có nhớ nổi. Nhưng mà khi kiếm người cho thì mình không có gấp gáp được. Có thể mình hên hên, mình gặp cái người nào mà thương chuột, chăm sóc cho chuột thiệt là tốt rồi mình cho. Chứ mình gấp gáp quá. Ủa, cho cho chơi. Còn khế. À, lấy tay thúi mày ra nha. Nó nghe mình đem nó đi cho cái nó ngoan hẳn hay sao ta. Tự động chui vô nhà tắm nha quý vị. Ê, trời. Thôi, cút, đi ra cho tao nhờ. Mà công nhận nha, đồ ăn mua cho nó 30 ngàn mà hồi bữa vừa xài là chưa tới 1/4. Con chuột nó ăn không có hao nha bà con. Ăn từ từ mà rất là ít luôn. Tính ra nó con chuột này không có tốn kém đâu. Chứ lại con nào mà ham tắm quá cũng tốn tiền cát. Còn cái đậu này công nhận, tôi nghĩ ăn có cái tháng trời chưa hết. Thố này ăn mấy ngày á bà con. Còn cái chân của nó bữa nay rất là khỏe. Không những nó trèo lên được, nó còn dở cái này xuống được luôn. Nó dở hoài luôn. Còn cái bình nước, đây là lần thứ hai tôi thay bình nước cho nó từ khi mới đem nó về. Mà thôi bây giờ vậy đi. Nuôi được ngày nào hay ngày đó. Khi nào mình gặp được cái người nào mà thương chuột, chăm sóc cho chuột thì mình sẽ cho. Chứ mình không có hối thúc nha. Chứ nhiều khi tôi đăng lên mạng là biết nhiều người hỏi xin luôn. Mà tôi thấy đăng cái là hỏi liền, tôi sợ. Không biết xin về chăm sóc thiệt hay là xin về để mà giải trí vui chơi đây. À nó xuống xuống cần. Xuống xuống này nè. Trời ơi. Quỷ này cũng nhát nha quý vị. Nhát nhưng mà hung dữ. Với lại mình cũng suy nghĩ vậy nè. Ít có trường hợp nào mà con chuột nó tự động bước tới gần người lắm. Nó có thể con này nó cũng thông minh hay nó cũng có một cái gì đó. Nó phân biệt được ừ. Cái người này dắt con mèo nhưng mà người này có thể cứu mình. Rồi nó mới lại gần mình. Mà nếu mình cho nó nhầm một cái người mà không phải là chăm sóc cho nó. Kiểu như đem chuột về để chơi bời để hành hạ thôi đó. Là cũng không được. Kiểu như nó tin tưởng mình mà mình cho nhầm người cũng không được nữa. Do đó nếu mà tôi cho người nào chắc tôi kêu người đó đăng con này thường xuyên lên mạng xã hội quá. Biết sao đăng không? Tại mình không có thời gian kiểm soát người đó. Mình phải nhờ fan cái thúi kiểm soát giùm. Kiểu như mình quy định bạn nhận con chuột này thì cách 2-3 ngày bạn đăng tình hình của nó lên lần. Nhưng là mình không có thời gian kiểm soát tại vì mình bận lắm. Nếu mà người đó chăm sóc tốt thì người đó sẽ không có ngại. Mỗi ngày đăng lên mạng hay là cách 2-3 ngày đăng cũng được. Nó mới cho nước là uống quá chưa uống nha bà con. Nhưng mà nói kiểm soát cũng không đúng. Kiểu như là đăng lên cho biết thông tin tình hình về nó thôi. Mà có nhiều người cũng thương chuột. Nói chung là cũng chăm sóc nhưng mà ta ẩu. Kiểu như quên trước quên sau giống mình vậy đó. Chính vì mình biết mình quên trước quên sau cho nên con chuột này mình hơi sợ. Nuôi ở nhà là hơi ngán á. Đó, uống nước xong cái đi ta te vô ngủ. Không thèm ăn nha quý vị. No rồi. Chui vô cái nhà ngủ quá sướng luôn. Còn cái vụ nhà tắm này tôi hay lắc nè. Nó bự quá mà để vô nó chiếm chỗ. Mỗi khi để nhà tắm thì phải tháo cái queo ra ngoài. Cái queo hay cái wheel gì đó không biết nói cái gì. Nói chung cái đồ tập thể dục đi. Đó, bữa nay sinh nhật cái thúi cho hamster qua nếm thức ăn sinh nhật. Rồi, cho tắm rửa thay chuồng. Coi như là cập nhật tình hình về con chuột này. Khi có thời gian thì mỗi ngày cập nhật. Mà khi không có thời gian thì 2-3 ngày. Hoặc một tuần lễ cập nhật lượt. Không có nhiều bạn kêu tôi đặt tên. Mà tôi đâu có nuôi đâu đặt tên. Chỉ tạm giữ thôi. Nếu đặt tên hay là kêu một cái tên gì dễ nhớ thì tôi sẽ kêu nó là đậu đỏ. Tại vì cái lúc gặp nó thì tôi đi ăn chè đậu đỏ. Vậy thôi. Kêu vậy cho dễ nhớ chứ không cần phải suy nghĩ cho nó mệt óc.
Đó, giả bộ để chuột lên bàn vô trong là cái đám xính lại, thấy chưa? Thấy chưa? Nó canh mình từng ly từng tí. Mà sao ngộ ra trời. Mình đấu trí với con khè cái vụ La Phong. Khi có cái chuồng rồi, mình khỏe cái đầu rồi, tự nhiên xuất hiện con này. Hình như cái số của mình là luôn luôn đấu trí với con này thì phải. Cũng vui, nhưng mà nó mệt ốc quá trời. Mà thêm con này, nói thiệt mọi người, ở cái nhà sau hồi đó giờ tôi thoải mái lắm, đi ra đi vô bình thường. Mà từ khi con hamster này về là đi ra đi vô cứ giật mình. Trời ơi, không biết khóa cửa chưa, không biết cài cửa chưa. Trong khi con quỷ đớm lâu lâu cứ địa ngoài sau hoài. Nó không bắt chuột thì bắt thằng lằn gắn gít. Mà khi nó gặp con này, nó cậy cái chuồng mà không có mình ở nhà là đảm bảo đi bụi. Cố gắng cậy cái chuồng gớt xuống đất sẽ xích ra ngoài. Thôi đi vô. Hôm nay cập nhật tình hình về con hamster. Thì tôi sẽ kêu con này là con đậu đỏ. Mình đi ăn chè đậu đỏ gặp nó thì kêu đậu đỏ thôi. Rồi sau này mày có duyên tao cho mày cho người nào á thì người đó muốn đặt tên gì thì đặt. Ờ đúng rồi. Có con bướm này nè bà con. Nó qua nhà tôi cỡ chừng 2 ngày nay đậu con chỗ à. Không thấy bay. Thấy bay thấy bỏng chứ chân á. Mới đầu nó đậu ở ngay cái đường đi trước cửa kiến luôn. Nhìn ra là thấy nó liền. Kiểu như hai con mắt nó nhìn mình đó trời. Rồi tôi mới là cho nó vô trong này chứ không có đạp. Rồi khuyến mãi cho con bướm miếng nước luôn. Bay thì bay, không bay thì thôi. Công nhận. 2 ngày trời tưởng đâu chết đứng nha bà con, nhưng không có chết nha. Đụng vô vẫn quạt quạt cái cánh bình thường, nhưng mà không đi. Đó đó, chưa gì. Chưa gì nó nhào lên nó gỡ đồ ăn xuống luôn. Đây, cái ổ của nó nè. Vô. Vô nhanh lên. Cho nhiều chuyện. Cái con quỷ vui chạy ra đây nào không hay luôn á trời. Quá lẹ luôn á. Con vẽ nè bà con. Ở trong chuồng nhìn vui nhưng chó ngoan vậy. Thôi đi vô. Ôi là trời, lần đầu tiên bước ra nhà kho mà nó dạng dữ vậy trời. Mày tin tao cho mày qua chuồng cũ của mày nữa không? Đó mọi người thấy đó, cái cửa mở ra mở vô mà sơ hở chút xíu là nó dọc ra ngoài liền. Còn bây giờ mình sẽ đem đồ ăn cho hai vị khách mời cuối cùng. Cái cho bầy ngựa, cái cho nồi dẻ. Trời ơi xin ăn kìa. Ủa, bữa nay bầy ngựa kêu tôi xin ăn nữa đó hả? Nhưng mà bầy ngựa nó không biết ăn phi ao nha quý vị. Cho nó chén ít thôi. Nhiều khi cái chén ít này mà tụi nó không thèm ăn luôn á. Còn con dẻ là chúa ăn phi ao. Cái này ít hơn, cho bầy ngựa đi. Rồi con dẻ ăn này đi. Vô vô, không phải lúc đi chơi. Vô vô. Thấy là đồ đi chơi. Đây. Mày thấy hàng xóm của mày tốt bụng không dẻ? Mỗi khi người ta có tiệc tùng gì là đều đem đồ ăn qua cho mày. Mà mày còn cà chớn với hàng xóm nữa. Tao bó tay à. Nè, bà chặn lửa. Đây, phi ao đây. À đây. Mấy con này nó cực kỳ lúa luôn. Hồi xưa còn biết ăn ba tê, mà khi lớn lên không ăn ba tê, phi ao cũng không ăn luôn. Hình như nó hửi mùi phi ao nó cảm thấy không thơm hay sao. Thấy chưa? Nó cho ăn nhiều là bỏ nhiều, ăn ít bỏ ít. Đúng là cái thứ quê mùa. Nó hửi mùi phi ao kiểu như là một cái gì đó rất là lạ lẫm. Mà trong khi phi ao thì con nào cũng ghiền. Dạ thôi khỏi nói. Cái ly này nó ăn hết trong vòng một nốt nhạc. Thôi ngủ. Rồi. Làm phiền tụi mày bước vô trong cho tao làm việc. Bước vô. Còn bây giờ thì tạm biệt mọi người. Mình đi ngủ đây.